Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Từ Thi. Thì hôm nay cũng lên Zalo với mọi người một vài cái cây bonsai để bàn cho mọi người. Thì trước mắt mọi người là cây Hải Châu nha. Cây Hải Châu và chi cành thì quá ok rồi nha mọi người. Cây đang chà trái. Thì xíu nữa sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Thì tổng thể mọi người xem kỹ video nha. Quay một vài vòng để mọi người xem được tổng cái thể cái cây. Cây này một cốt và bộ đế cũng đẹp nha mọi người. Rồi. Đo cái vành đế. Rồi là quay một vòng cho mọi người xem đế đi. Cây này đế khá hay nha mọi người. Đó, mọi người xem kỹ bộ đế nha. Đó, đế khá đẹp nha. Rồi, đo cái vành đế cho mọi người xem. Cây này bonsai một người bê cũng nhẹ tay thôi, 22 nha. Rồi, chiều cao cây tính từ mặt chậu lên tới đỉnh cây là khoảng 50 cho mọi người. Chậu thì được cái vuông kích thước là 24, vuông kích 24. Rồi, cây đang cho quả nha. Đây, cây đang cho quả nha mọi người. Dòng Hải Châu thì nó rất đẹp nha. Rồi. Những anh em chơi rành thì không nói nữa nha. Rồi một số anh em thì mới bắt đầu chơi thì giới thiệu luôn. Đây, dòng Hải Châu. Trái cực đẹp, màu đỏ. Nó rất đẹp nha mọi người. Đây, cây này cũng trái cũng lác đác. Cũng tới cũng cuối mùa rồi. Cho nên cũng không còn nhiều cái nữa. Cây này tầm một cốt hai thân lên hai thân thì khá đẹp. Rồi, cái này bên xe Tường Thi Zalo của mọi người giá 800k nha, 800k bao ship cho mọi người nha. Rồi, tiếp theo là một cây trà sơn liễu nha mọi người. Một cây sơn liễu dòng mini rất đẹp, một cốt rất đẹp cho mọi người. Chi cành thì quá ok rồi nha. Dòng sơn liễu thì như đã nói những video trước thì nó rất là thích hợp ở những anh em ngồi miền Bắc nha. Ở xứ lạnh thì nó sẽ ra đọt rất đỏ và rất đẹp. Nó sẽ ra hoa và nó sổ xuống giống như là cây mai chú thủy nha mọi người. Đó, cây lá này rất đẹp. Cây này thì tương đối là 70-80% nha, thành phẩm nha. Rất là lùng lực, rất phù hợp với anh em có không gian hẹp nha. Rồi, đo hoành cho mọi người xem nha. Cây này hoành đế, hoành tại vị trí đó nha mọi người. Rồi, 20 luôn nha. 20 luôn. Chiều cao cây thì tính từ mặt chậu lên thì khoảng là 28 nha mọi người, 28 nha. Rồi, cái chậu thì chữ nhật nha, kích thước 22 nha, kích thước 22-20. Chiều cao thì khoảng 8 phân nha mọi người. Đấy, cây thì chi cành quá ok nha mọi người. Đấy, mọi người xem kỹ chi cành nha. Chi cành được xử lý quá ok rồi. Nhìn tổng thể cây một lần nữa nha mọi người. Cây rất hay nha. Cây để bàn trà, để băng tông là quá tuyệt vời rồi. Rất là thích hợp. Rồi, cây sơn liễu này bonsai Tường Thi Zalo mọi người giá 700k bao ship nha. 700k bao ship nha mọi người. Tiếp theo là một cây trà Phúc Kiến nha mọi người. Cây trà Phúc Kiến. Cây này thì có bộ đế rất đẹp nha. Cây có bộ đế nu nha mọi người. Đó, quay vòng một vài vòng mọi người xem kỹ nha. Mọi người cố gắng xem kỹ video nha. Cây này thì chi cành cũng tương đối nha mọi người. Tương đối. Cây này cực một cốt hai thân. Cây này có bộ đế rất là đẹp, rất nu nha mọi người. Rồi, đo kích thước hoành cho mọi người xem nha. Rồi, cái hoành tại vị trí đo là 28, 29 nha mọi người, 29. Đó, thì chiều cao cây tính từ mặt chậu lên là khoảng 32, chậu lục giác, chậu đất luôn lục giác thì lọt lòng tầm khoảng 20-24, lọt lòng khoảng 24, chiều cao cầu chậu thì khoảng 7 phân nha mọi người. Rồi mọi người nhìn tổng thể từ xa một lần nữa nha. Đó, cây này khá hay nha. Chi cành thì tương đối nha mọi người, chi cành thì tương đối. Tình hình sau tầm 50% nha. Dòng trà Phúc Kiến thì chúng ta cũng nuôi cũng rất là nhanh thôi, rất là dễ chơi.
Rồi cây tại Phú Kiến này giao lưu với mọi người giá 700k bao ship cho mọi người nha. 700k bao ship cho mọi người. Thì mọi người hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn like và share, nhấn chuông để chúng ta theo dõi được nhiều cái video có tiếp nha mọi người. Giao lưu với mọi người thì cố gắng là liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc là liên hệ trong Zalo. Số điện thoại cũng là số Zalo thì Bonsai Trường Thi để trong tiêu đề. Rồi xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào.